Đến với Cù Lao Chàm, du khách không những thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những rạn san hô tuyệt đẹp, mà du khách còn bị thu hút bởi những giá trị văn hóa tinh thần, các hình thái văn hóa phi vật thể vốn được bảo lưu bền bỉ, thầm lặng, sâu kín trong cuộc sống đời thường của các thế hệ cư dân vùng biển đảo. Việc tôn sùng, tín bái cá ông là một tập tục có từ lâu đời của hầu hết ngư dân vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Có thể nói, nơi nào có ngư dân sinh sống, làm ăn, thì nơi đó có lăng ông để thờ cá ông. Quan niệm của những người đánh cá cho rằng, cá ông là vị thần biển có nhân tính, thường xuất hiện cứu vớt những người bị nạn trên biển, là vị cứu tinh kịp thời của dân chúng trên vùng biển mênh mông khi gặp thủy tai. Cùng xuất phát từ quan niệm đó, hàng năm, trước khi chuẩn bị ra khơi đánh bắt vụ cá nam, ngư dân Cù Lao Chàm thường tổ chức lễ cúng tại lăng ông, gọi là lễ cầu ngư. Lễ hội thường được tổ chức khá quy mô trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 âm lịch, với sự tham gia của hầu hết ngư dân sinh sống trên đảo, cùng với du khách trong và ngoài nước. Các nghi thức cúng tế trong lễ cầu ngư được diễn ra theo nghi thức tế lễ truyền thống vốn có từ bao đời nay của địa phương. Ngày đầu tiên của lễ hội, người dân tổ chức bày trí trần thiết trong lăng, tổ chức nghinh thần trên biển và ở các lăng trên các đảo. Để tiến hành lễ nghinh, người ta làm kiệu nghinh thần. Kiệu nghinh trên biển được đặt lên một chiếc thuyền lớn, trên thuyền trang trí cờ hoa, cờ hội rất là lộng lẫy. Các kiệu nghinh trên cạn cũng như kiệu nghinh trên biển đều được bố trí chiêng trống, đồ nhạc để phụ trợ. Sau khi nghinh thần nhập điện, người ta tiến hành cúng âm linh, cầu an. Lễ cúng âm linh kéo dài khoảng hơn 1 giờ, sau đó người ta hóa vận mã và tiếp tục phần tế ông Ngọc Lân Nam Hải. Sáng ngày hôm sau là lễ chính. Lễ tế ông thường bao gồm 3 phần chính, đó là sơ hiến lễ, á hiến lễ và trung hiến lễ. Trong lễ cúng bao giờ cũng có sướng tế, đọc văn tế và đi gia lễ. Thành phần tham dự chủ yếu trong lễ tế là các cụ cao tuổi, cư dân địa phương và ngư dân ở các vùng lân cận. Thông thường, sau khi kết thúc lễ tế là phần hát chèo bả trào và các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí như đua thuyền, bơi lội, lắc thúng chai, kéo cò dưới nước, v.v. Mục đích chính của lễ cúng cầu ngư và hát bả trào là nhân lúc trước khi ra khơi, người ta tổ chức cúng ông Nam Hải và chư thần, đồng thời gửi gắm những khát vọng về nghề đánh cá, ra khơi vào lòng, được gió lặng, sóng yên, khát vọng về mùa màng, về cuộc sống thanh bình, được phù trợ, che chở, cho muôn dân được ấm no, hạnh phúc. Thông qua những hoạt động gắn liền với tín ngưỡng sông nước, thể hiện mối quan hệ mật thiết, hài hòa với thiên nhiên, lễ hội cầu ngư ở Cù Lao Chàm đã trở thành nét đẹp văn hóa của các cư dân làng Tràng. Lễ hội dân gian truyền thống này đã trở thành trải nghiệm vô cùng độc đáo cho du khách khi đến với xứ Cù Lao.